trong những năm gần đây xe ô tô điện đã trở thành một xu hướng nổi bật trong ngành công nghiệp ô tô tuy nhiên mặc dù xe điện có nhiều ưu điểm về mặt môi trường và chi phí vận hành xe ô tô xăng vẫn giữ vững vị thế của mình trên thị trường dưới đây là phân tích chi tiết về những lý do tại sao xe ô tô xăng vẫn là lựa chọn ưu việt cho nhiều người tiêu dùng một phạm vi di chuyển rộng và sự linh hoạt a à, phạm vi di chuyển dài hơn xe ô tô xăng có phạm vi di chuyển rộng hơn nhiều so với xe ô tô điện với một bình xăng đầy xe ô tô xăng có thể di chuyển quãng đường dài hàng trăm thậm chí hàng ngàn km mà không cần lo lắng về việc tiếp nhiên liệu điều này đặc biệt quan trọng đối với những người thường xuyên phải di chuyển xa như những chuyến du lịch đường dài hoặc công việc đòi hỏi phải di chuyển nhiều b thời gian tiếp nhiên liệu nhanh chóng một trong những ưu điểm lớn nhất của xe ô tô xăng so với xe điện là thời gian tiếp nhiên liệu. Việc đổ xăng chỉ mất vài phút, giúp người lái xe có thể nhanh chóng tiếp tục hành trình mà không phải chờ đợi lâu. Trong khi đó, xe điện, dù có trạm sạc nhanh, vẫn cần từ 30 phút đến vài giờ để sạc đầy pin, điều này có thể gây bất tiện, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc khi cần di chuyển gấp. C, cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu sẵn có. Mạng lưới trạm xăng dầu đã phát triển rộng khắp từ lâu, có mặt ở hầu hết mọi nơi, từ thành thị đến nông thôn. Điều này giúp cho người sử dụng xe ô tô xăng có thể dễ dàng tìm thấy trạm xăng bất cứ lúc nào, không phải lo lắng về việc hết nhiên liệu giữa chừng. Ngược lại, cơ sở hạ tầng sạc điện vẫn chưa phát triển đồng đều, đặc biệt ở các khu vực nông thôn hoặc vùng xa. Hai, chi phí mua xe ban đầu hợp lý. À, giá xe phải chăng hơn xe ô tô xăng thường có giá bán thấp hơn so với xe ô tô điện điều này là do xe xăng không phải gánh chịu chi phí sản xuất pin điện đắt đỏ với nhiều người tiêu dùng đặc biệt ở các thị trường đang phát triển hoặc những người có ngân sách hạn chế chi phí mua xe ban đầu là yếu tố quyết định quan trọng do đó xe ô tô xăng trở thành lựa chọn phổ biến và dễ tiếp cận hơn b tính thanh khoản cao hơn xe ô tô xăng thường có thị trường mua bán sôi động hơn so với xe điện Việc mua bán, trao đổi xe xăng diễn ra dễ dàng hơn, với nhiều tùy chọn và giá trị thị trường ổn định hơn. Điều này mang lại lợi ích cho người dùng khi muốn đổi xe hoặc nâng cấp lên mẫu xe mới. 3. Hiệu suất và trải nghiệm lái xe A. À, hiệu suất mạnh mẽ, đáng tin cậy Xe ô tô xăng đã trải qua hàng thập kỷ phát triển và hoàn thiện, đem lại hiệu suất vận hành mạnh mẽ và đáng tin cậy. Động cơ xăng có khả năng cung cấp công suất lớn, phù hợp với nhiều loại địa hình và điều kiện lái khác nhau đặc biệt các mẫu xe thể thao và xe có công suất lớn thường sử dụng động cơ xăng để đạt được tốc độ cao và khả năng tăng tốc ấn tượng b trải nghiệm lái truyền thống nhiều người lái xe yêu thích cảm giác lái xe ô tô xăng bởi sự tương tác giữa người lái và động cơ âm thanh động cơ khi tăng tốc và sự mạnh mẽ khi di chuyển trên đường đây là những trải nghiệm mà xe ô tô điện với đặc tính vận hành êm ái và yên tĩnh không thể mang lại. Đối với những người đam mê lái xe, xe ô tô xăng vẫn mang lại cảm giác hứng khởi và đầy phấn khích. C. Phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng dễ dàng. Xe ô tô xăng có sẵn các phụ tùng và dịch vụ bảo dưỡng rộng khắp, với nhiều lựa chọn từ các nhà cung cấp khác nhau. Hầu hết các thợ sửa xe đều có kinh nghiệm làm việc với xe xăng, và các dịch vụ bảo dưỡng định kỳ như thay dầu, kiểm tra động cơ đều được thực hiện dễ dàng. Điều này giúp người sử dụng xe xăng không phải lo lắng về việc bảo dưỡng và sửa chữa xe của mình. 4. Sự ổn định về công nghệ và nguồn cung cấp nhiên liệu. A. À, công nghệ đã trưởng thành và ổn định. Động cơ xăng đã trải qua quá trình phát triển và cải tiến lâu dài, mang lại sự ổn định về công nghệ và hiệu suất. Các nhà sản xuất đã tối ưu hóa động cơ xăng để đạt hiệu quả cao về tiêu thụ nhiên liệu và giảm thiểu khí thải, giúp xe ô tô xăng trở thành lựa chọn đáng tin cậy trong nhiều tình huống b nguồn cung cấp nhiên liệu ổn định xăng và dầu diesel là những nguồn nhiên liệu đã được khai thác và sử dụng trong thời gian dài với nguồn cung cấp ổn định và mạng lưới phân phối rộng khắp điều này mang lại sự yên tâm cho người sử dụng xe xăng đặc biệt khi di chuyển qua các khu vực xa xôi nơi cơ sở hạ tầng sạc điện chưa phát triển kết luận mặc dù xe ô tô điện đang ngày càng trở nên phổ biến xe ô tô xăng vẫn là một lựa chọn ưu việt cho nhiều người tiêu dùng nhờ vào phạm vi di chuyển rộng thời gian tiếp nhiên liệu nhanh chóng chi phí mua xe ban đầu hợp lý và hiệu suất vận hành mạnh mẽ với những người cần một chiếc xe đáng tin cậy dễ bảo dưỡng và phù hợp với nhiều điều kiện sử dụng khác nhau xe ô tô xăng vẫn là một lựa chọn không thể bỏ qua cho dù xu hướng tương lai có thể thay đổi hiện tại xe ô tô xăng vẫn mang lại những giá trị thiết thực và trải nghiệm lái đáng tin cậy cho người sử dụng